Tuấn. Tuấn. Quang Tuấn, đừng kêu Tuấn không. Quang Tuấn. Quang Tuấn, tên ta là Quang Tuấn. Thôi em thấy vậy là bi kịch lắm rồi anh, quá bi kịch rồi. Nè bây giờ nghiêm túc nói ra cho khán giả nể mình là một gái cay lại nè. Anh muốn cái gì là tụi em có cái sự đó. Sự mưu trí, sự nhạy bén, sự lanh lẹ, sự khỏe, sự thấu hiểu, sự chia sẻ, sự quan tâm, sự đồng cảm. Ủa em cái gì cũng có hết. Em bảy nụ anh em chúng tôi Trương Thế Vinh. Xin giới thiệu Tiến Luật. Gì vậy? Ra hết một lần đi bạn ơi. Chào mọi người. Chào. Ra hết một lần đi chứ níu kéo nhau quá. Chúng ta cùng vỗ tay cho Ninh Dương Lan Ngọc, Thiên Ngân, Lâm Vĩ Dạ. Sao tôi có não lòng hoài vậy chị? Không vậy? Có điểm, có không điểm. Không, có anh Vinh lên. Có anh Vinh. Em anh Vinh. Em chào anh Vinh. Giờ này anh bắt được em rồi nha. Em bắt được. Thì như các bạn đã thấy, những tập vừa rồi thì khán giả rất là yêu thương với sự trở lại ở năm nay. Thì thưa quý vị thân mến, là rất là nhiều mùa rồi mà vẫn được yêu thương như vậy. Thì một lần nữa chúng tôi xin nghiêng mình cảm ơn quý vị một lần nữa. Thì không biết là gia đình mình bên đây đang có một câu chuyện gì đó rất là dang dở hả? Alo, alo, nghe mà. Nghe, nghe, nghe. Hồi nãy gắn cái gì vô đây nghe không nói chuyện được. À, cái đó là... bị hút sóng hay gì á. Vậy hả? Mà tại sao phải gắn gì vậy? Bạn lúc ở trong hậu trường Ngọc kêu là lấy cái này cài lên tóc mà tôi không có tóc cho nên là cài vô đây cho tôi. Cài vô đây cho tôi. Không, có nghĩa là anh Luật anh muốn chung đội với em với lại Ngân nên thành ra là hả? Thành ra là hả? Ủa sao trong đó anh nói hai đứa em đáng yêu dễ thương nên... Thôi cái đó ai chứ, cái đó ai chứ phải anh em ơi, được đó anh bậy. Nói vậy người ta hiểu lầm chết, nói vậy tưởng mình thân em ơi. Thì thưa quý vị thân mến, thì sau nhiều mùa thì anh em chúng tôi vẫn như vậy. Thì bên đây là hệ, bên đây là hệ có gia đình trừ Vinh ra, vẫn là như vậy. Bên đây thì hai bạn nữ cũng vẫn là như vậy chứ. Vẫn là như vậy là sao anh nói rõ được không anh? Thì em về bên ngoài ai? Ý là chưa có gia đình á. Chưa có gia đình á. Chưa có gia đình. Thật ra là tới mùa thứ 7 rồi là cũng khá lâu rồi. Khá lâu rồi. 7-8 năm rồi. 7-8 năm rồi mà ở không tới như vậy luôn á, trời khủng khiếp. Có nghĩa là mình gặp nhau là 7 năm rồi mà 7 năm tụi em những cô đơn mãi, cô đơn mãi, cô đơn. Không. Không. Đó, đây mới là không hiểu nhau nè. Em á là em thấy là lần này anh Luật nói đúng. Là phải nói giờ chưa có gia đình là phải nói hết. Chứ còn nói trước giờ có nói mình em không mà, đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, chứ giờ chị coi danh khoe vậy. Nè, anh coi nè. Anh thấy người ta muốn gì đội của tụi em nè. Đó, mùa mới thấy chưa? Anh Vinh rất là hoan hỷ với tụi em. Nhưng mà không sao cả. Bởi vì như các bạn đã thấy, quý vị đã thấy ở những tập trước là chơi trò chơi để chia đội. Thắng về một đội và thua về một đội. Nhưng cái phần thua đó phải bị phạt trước khi chương trình bắt đầu. Phải bị phạt trước khi chương trình bắt đầu. Bắt đầu. Ghê thiệt. Chưa sao? Trời ơi. Hả? Sao phạt sớm vậy? Phạt để cho biết rằng là chương trình tôi không phải là chuyện đùa. Đến đây là phải phân chia thắng thua. Ghê vậy? Ủa mùi năm nay chưa lớn. Trời ơi. Rồi mình chơi luôn đi anh chứ chờ đợi gì nữa. Không còn khách mời nữa em. Mời nữa. Ủa vậy hả? Mình phải có khách mời chứ. Dạ. Thưa quý vị thân mến, dạo gần đây thì trên mạng có một cái bộ phim Tết ở làng địa ngục. Đúng rồi. Thì bộ phim được khán giả yêu thương. Thì chúng ta ngày hôm nay cũng đã mời được hai nhân vật trong bộ phim đó. Wow. Hai nhân vật này có được khán giả yêu thương không anh? Rất yêu thương hiện tại luôn. Dạ vâng. Chúng ta vỗ tay cho Quang Tuấn và Võ Tấn Phát. Yes. Đó, ra là có một tiểu phẩm rồi. Trời ơi. Ủa? Hay quá. Đây thật sự ra không phải là miếng mạng, đây là dự đoán của tương lai. Tụi em là bên đội vệ sinh của khóm 3 phường 7. Vừa được cử qua để lau dọn những cái mảng miếng rớt. Chà. Tôi đã thấy mùi sống sao xô sống chướng. Dạ, em thấy rớt hơi nhiều đó. Mà bạn nói là rớt hơi nhiều mà bạn đẩy khu vực này hoài luôn đó.
chết rồi. Đâu có, em vừa thấy bạn vừa đi vừa đẩy rồi bạn rớt đâu, bạn đẩy ra luôn á. Đúng rồi. Thôi đừng có vùi dập khách mời của tôi nữa. Thì mình hãy gửi lời chào tới quý vị ở chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Võ Tấn Phát và Quang Tuấn xin được gửi lời chào đến tất cả những khán giả của Bảy Nụ Cười Xuân. Tuấn nãy giờ vô, Tuấn nãy giờ vô không nói một tiếng luôn, đứng cười không. Tuấn nói chuyện đi Tuấn. Mình tham gia chương trình cũng có lương mà em sao vô cười không vậy? Tại vì em mắc cười quá. Em thấy mà chương trình nào hài hài là em mắc cười. Em xì, em dễ bị xì lắm. Trong khi mà em toàn đóng phim, toàn đóng vai vai bi không à, vai chính kịch không à. Mà thấy đi chương trình này hài em hơi lo. Em rất là sợ em bị xì. Vậy hả? Đâu thì ở đây mấy anh em cũng là cũng có đóng hài, cũng có đóng phim, cũng có vai bi nhiều lắm chứ. Với lại trong chương trình Mẹ Đồ Quỳ Xuân có phần kịch đó, chúng tôi cũng đóng bi nhiều mà. Ba thử thử đóng bi đây không? Thử không? Đây đây nè, đây là em đóng vai mẹ. Mẹ nói mẹ chứ không. Con em. Không, là con em đây nè. Ủa sao bự vậy? Đây. Ủa sao bự vậy? Con lớn rồi, năm nay em 60 tuổi rồi. Không, 60 là bệnh đấy hả? Sai liền luôn. 60 là bệnh đấy hả? Sai liền luôn. Phải tay quy định rồi, 60 là bệnh nghe như trời. 60 là hơi yếu. Hơi thôi, 60 bây giờ. Bây giờ em có thể hình tượng bây giờ là giống 60. Là giống 60 rồi, đâu có cần phải làm khum khum xuống chi đâu. Cái bác này không có bị thoát bị đĩa điểm. Đúng rồi. Đó, thì con trai thất lạc 20 năm giờ mới tìm thấy. Con trai đen dữ vậy con. Thất lạc mà. Đi ngoài đường nhiều. Lưu lạc ngoài đường. Hàng xóm cũng phải hàng xóm. Làm phụ hồ phơi nắng nhiều quá. Làm sân nước. Anh có quy định gì cho nhân vật của mình chưa? Sơn nước. Làm sơn nước hả? Thợ sơn. Anh thợ sơn may mắn đúng không? Gặp nhau trong hoàn cảnh nào vậy? Gặp lại thôi. Em chuẩn bị nè, rớt cái em chùi liền. Chính kịch mà sao cười. Anh ơi, cái bạn lớn nhân vật ấy khi gặp lại con. Bạn ơi, không phải nhân vật không? Khán tôi giả... là đội về vệ sinh mảng miếng. Khán giả người ta có quyền xem, người ta cười. Vì diễn không có vô người ta cười. Em diễn cái kiểu gì mà khán giả canh chỉ ủi em thôi vậy? Ba, hai. Tuấn. Tuấn. Quang Tuấn, đừng kêu Tuấn không. Quang Tuấn. Quang Tuấn, tên ta là Quang Tuấn. Thôi em thấy vậy là bi kịch lắm rồi anh, quá bi kịch rồi. Đúng rồi, thấy ôi, đúng rồi. Em thấy ok rồi, em khóc chảy nước mắt luôn rồi à. Không gì vậy? Em nghe cái chữ Tuấn mà em xúc động luôn á. Người ta gọi là tận khung của bi kịch là hài kịch mà. Đúng không? Không mà ngưng giờ này có duyên chứ, có duyên. Để ý đi, kêu cái chữ Tuấn tâm lý lắm. Bé này vô tâm lý tốt. Đầy cảm xúc luôn á. Thiệt, nói chứ Giang ơi, mai mốt mình mời khách ra, mình mời diễn với khách mời. Mình kiếm ai cứng cứng diễn chứ. Trời ơi, chứ chết luôn á thiệt. Kiếm gì? Hiểu quá, bị la rồi, bị chú luật la rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta như là những tập trước, chúng ta sẽ chia đội. Ngày hôm nay sẽ có một đội 4 và một đội 3. Sẵn sàng chưa ạ? Dạ. Luật chơi vô cùng đơn giản, mời tách ra hai bên. Thôi để... Ở đây nè, 4-3 luôn nè. Để nguyên vậy chơi luôn đi, để nguyên vậy chơi luôn đi. Ủa gì vậy? Mời tách ra hai bên. Thôi để... Ở đây nè, 4-3 luôn nè. Để nguyên vậy chơi luôn đi, để nguyên vậy chơi luôn đi. Ủa, đẹp luôn rồi đó, tuyệt vời. Cái đó là ấy quá, cái đó là có sự sắp xếp quá. Em thấy anh Vinh không cần. Tụi em không cần, anh Vinh ok á. Tụi em ok. Không, thấy không ok. Không. Ủa, tôi không cần, không? Tôi không cần anh nữa. Cần anh nữa. Sao không cần? Sao á? Để lựa lại đi anh giúp em. Anh hẹn rồi, anh Huy. Tụi em nặng mệt lắm. Nặng lắm, tụi em. Vì sao anh Vinh phải chọn hai đêm? Thật sự là qua mùa mới rồi, anh thấy những tập trước chưa? Tụi tôi là người chiến. Không có tập nào vậy? Tập nào? Tụi tôi đâu có thiếu gì. Làm sao vậy? Đâu có thiếu gì. Cái gì vậy? Đâu có thiếu gì. Thiếu không thiếu nhiều lắm chứ không có gì. Cái câu là cái gì luật? Nói cái câu vô nghĩa. Tôi không thiếu gì. Trong khi là mình là cái đứa mà thiếu mà nói kỳ cục. Thì ngoài kiến thức ra. Ngoài kiến thức ra. Cái chương trình này là chương trình kiến thức. Mà ngoài kiến thức ra. Cái mà cần nhất của nghệ sĩ cũng quan là kiến thức. Mà nói tôi ngoài kiến thức ra. Mà tự hào lắm nha. Con bé không phải là không biết nói đâu. Con bé nó đang tạo miếng mảng cười thôi.
Này bây giờ nghiêm túc nói ra cho khán giả nể mình là một gái cay lại nè. Anh muốn cái gì là tụi em có cái sự đó. Sự mưu trí, sự nhạy bén, sự lanh lẹ, sự khỏe, sự thấu hiểu, sự chia sẻ, sự quan tâm, sự đồng cảm. Ủa em cái gì cũng có hết. Em chỉ có một thứ thôi. Gì vậy? Sự cô đơn. Sự cô đơn. Đau. Trời ơi, đau quá. Đó, anh hãy... Đứa nào cũng có vấn đề hết trơn, cái gì mà bắt tôi lạnh. Rồi đi qua kia đi, tụi tôi không cần anh nữa.